gái nè, con chạy từ từ thôi nha, có chữ té đó. Dạ con biết rồi. Nè, ba gấp cho con thêm mấy cái máy bay nữa nè. Dạ. Đó, đây, một cái này nè. Dạ. Wow. Đó, bây giờ ba làm cái đuôi nha. Dạ. Đây. Đây. À, của con nè. Dạ. Chơi xong á, 10 phút nữa là dạ, con vô thay đồ nha. Tí nữa cô Phương qua, cả gia đình mình đi chơi, nghe con. Thôi, con không có muốn thay đồ đâu ba. Ừ, sao kỳ vậy? Hôm nay á, ba, con và cô Phương có hẹn nhau đi chơi mà. Nè, không lẽ con muốn đi ra đi chơi mà con mặc đồ xấu vậy? Sao chụp hình đẹp được? Đúng không? Ba. Ừ. Hả? Cho con hỏi nha. Ba nói á, là ba muốn cưới cô Phương đúng không? Còn phải hỏi. Ba con mình đã chia sẻ với nhau rồi, ba còn hỏi ý kiến của con rồi. Con nói á, con rất thương cô Phương, đúng không? Con đồng ý rồi mà, sao giờ tự nhiên con hỏi con này? Nhưng giờ con muốn đổi ý có được không ba? Giỡn ba phải không? Chọc ghẹo ba hoài à. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Con sao? Ba con mình đã nói với nhau rồi, có chuyện gì hai ba con mình phải chia sẻ với nhau, con phải tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn. Con không có muốn mà cưới cô Phương nữa. Con sao vậy? Giờ con không có muốn mà cưới cô Phương nữa. Nếu bà cưới á là con sẽ ghét cô ấy đó. Bé Hân, con nói gì vậy? Hay là cô Phương làm gì cho con giận? Người lớn có làm gì cho con giận á? Mình nhỏ hơn, mình phải nói, chia sẻ ra để cho người lớn người ta hiểu, tao không cảm. Tại sao rồi con lại nói là con ghét người lớn? Con biết như vậy là hư không? Con không có biết đâu. Nói chung là bà đừng có cưới cô Phương, con không có muốn đâu. Nè. Ủa, bé Hân. Hân. Anh, có chuyện gì mà anh la con dữ vậy? Không có gì đâu. Em tới thăm con hả? Em biết hiện giờ anh là đang người nuôi con, em với anh thì đã ly dị rồi, nhưng mà em có một chuyện này muốn nhắc cho anh nhớ. Em không biết sau này chuyện tình cảm của anh với cô Phương đó sẽ như thế nào, nhưng mà em chỉ xin anh một điều là hãy thương con, đừng bao giờ để con chịu thiệt thôi. Cái điều đó cô khỏi cần phải nhắc tôi. Cô vô thăm con đi. Thì em cũng chỉ muốn tốt cho con cho nên em mới nhắc anh vậy thôi. Chuyện đó là thật sao anh? Anh xin lỗi. Vậy là bé Hồng nó vẫn không muốn anh lấy em. Anh có hỏi lý do tại sao không? Tất nhiên là anh đã hỏi lý do rồi, nhưng con chỉ nói là con không muốn thôi. Em, mình dừng lại ở đây đi, mình không thể tiếp tục được nữa đâu. Anh xin lỗi. Em hiểu cho anh đi, em còn cả một tương lai phía trước mà. Nhưng em nè, bé Hân á, nó là thiệt thòi nhiều rồi. Anh không thể ép buộc con sống theo cái cách mà con không muốn. Em cũng biết là anh từng đổ vỡ gia đình một lần, con đã gánh chịu cái thiệt thòi mất mát đó. Em hiểu, em hiểu là anh rất thương và tôn trọng ý kiến của bé Hân.
Nhưng mà anh không thấy lạ sao? Từ ngày em và anh quen nhau, bé Hồng nó rất là vui vẻ với em. Anh à, mình cùng nhau cố gắng thuyết phục con Thêm nha anh. Không được đâu em. Anh cũng ngỡ ngàng khi mà con quyết định như vậy. Anh cũng không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà có lẽ là con đúng. Nếu em chỉ là một cô Phương bình thường thì chắc chắn mối quan hệ giữa em và con sẽ rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng em lại sắp trở thành mẹ thứ hai của con anh. Điều đó khiến cho con khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà em và anh yêu nhau thật lòng. Em đã xác định cả đời này làm vợ của anh, làm mẹ của bé Hân. Đâu thể nào chỉ vì một chút trắc trở này mà mình buông bỏ nhau được anh. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh cứ tưởng là sau lần đổ vỡ đầu tiên gặp được em, đó là ông trời bù đắp cho anh. Anh sẽ có một cái hạnh phúc mới. Anh, em và bé Hân sẽ có một gia đình đầm ấm. Nhưng mà không thể em à. Nghe anh nè, em còn trẻ, em còn rất nhiều hạnh phúc phía trước. Đừng bỏ hạnh phúc của mình mà theo anh. Được rồi, em hiểu. Vậy em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng mà em có chuyện này muốn nói. Em nói đi, anh nghe đây. Em muốn gặp bé Hân lần cuối. Dù gì thì mấy tháng qua em cũng có tình cảm với nó. Em muốn nói lời chào tạm biệt nó. Cô chào Hân. Dạ, con chào cô. Cô có quà dành tặng con nè. Ủa, sao tự nhiên cô lại tặng quà cho con vậy? Đây là quà tạm biệt. Vậy cô định đi đâu nữa hả? Cô sắp phải chuyển đi công tác, cho nên là có lẽ sẽ không còn gặp Hân nữa. Cô rất là cảm ơn con vì quãng thời gian vừa qua chúng ta đã có những kỷ niệm rất là vui vẻ. Cô mong là con sẽ luôn học giỏi, yêu thương ba. Dạ. Vậy là cô sẽ không bao giờ gặp con nữa đúng không? Có lẽ vậy. Nhưng mà con sao vậy? Nếu như mà Hân vẫn xem cô là bạn á thì Hân kể cho cô nghe đi. Con không biết tại sao mày lại bắt con nó vui vẻ với ba nữa. Mẹ nói nếu mà con không nói như vậy với mẹ, mẹ sẽ từ mặt con và sẽ không bao giờ đến đón con đi chơi nữa. Vậy cái này là ý của mẹ con hả? Dạ. Con cũng muốn cô Phương cưới ba con lắm, vì con thấy từ ngày có cô ba con rất là vui. Nhưng mẹ con không có cho. Mẹ con nói con chỉ có một người mẹ thôi à. Con không có muốn làm cô Phương buồn đâu. Nhưng mà đó là mẹ của con, cho nên đó. Cô hiểu rồi, không có sao đâu. Dạ. Giữa tôi và cô đâu có chuyện gì phải gặp nhau. Em nghĩ là có. Em đến đây vì chuyện của bé Hân. Chuyện bé Hân? Bé Hân là con của tôi. Bận tâm cô đến mức độ vậy sao? Chúng ta là người lớn, đều có trách nhiệm quan tâm đến con trẻ.
Chị là mẹ của bé Hân, vậy em cũng thương bé Hân giống như con của mình. Đã có danh phận gì chưa mà lại dám thẳng thừng nói điều đó? Danh phận chỉ là tên gọi, cái quan trọng nhất là tình cảm. Việc mà chị bắt Hân chối bỏ tình cảm, cảm xúc thật của mình, đó không phải là chuyện của một người có danh phận là mẹ như chị nên làm. Cô, chắc là chị không ngờ bác Hân đã nói cho em nghe hết mọi chuyện đúng không? Nếu như mà Hân đã nói chuyện với cô rồi thì tôi cũng muốn nói thẳng cho cô biết. Đúng, chính tôi là người bắt bé Hân phải nói như vậy với ba nó đó. Rồi thì sao? Nè, cô đừng nghĩ rằng là tôi đang muốn tranh giành cái tình cảm của người đàn ông kia với cô nha. Nó chỉ đơn giản là tôi muốn con của tôi thuộc về quyền sở hữu của tôi, và bất cứ một người phụ nữ nào khác cũng không được đụng vào nó. Em hiểu. Chị làm như vậy không phải là vì chị còn tình cảm với anh Tuấn, mà đơn giản chỉ vì sự ích kỷ nhất thời của một người mẹ. Cái gì? Sự ích kỷ? Tôi ích kỷ ở chỗ nào mà cô nói như vậy? Một người mẹ sẽ có lòng ích kỷ của riêng mình. Chẳng ai mong muốn chia sẻ một đứa con mà mình đã mang nặng nề đau cho một người phụ nữ khác. Em hiểu và thông cảm điều đó cho chị. Nếu như mà cô đã hiểu và thông cảm như vậy rồi thì ngày hôm nay tới đây cô còn chất vấn tôi. Em nói nhưng không có nghĩa là em đồng tình với sự ích kỷ đó của chị. Vì sự ích kỷ đó mà chị đã bỏ qua một điều quan trọng. Điều gì? Đó chính là cảm xúc thật của bé Hân. Liệu chị có thử hỏi là bé Hân nó có đang thật sự hạnh phúc không? Cô nói vậy là ý gì? Nếu em và anh Tuấn có đến được với nhau thì em cũng sẽ tôn trọng và biết ơn người đã sinh ra một đứa trẻ ngoan hiền như vậy. Em sẽ tôn trọng cảm xúc của Hân. Em sẽ không muốn Hân phải lựa chọn để rồi bị chính mẹ ruột của nó từ bỏ. Cô muốn cưới anh Tuấn đến mức độ đó sao? Tất nhiên. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là em muốn thuyết phục chị hãy tôn trọng cảm xúc của bé Hân. Đừng để nó phải lựa chọn bất cứ một điều kiện nào. Vậy thì theo như cô, cách nào là cách tốt nhất? Em và Tuấn sẽ không cưới nhau. Em sẽ tôn trọng bé Hân. Và em sẽ không muốn bé Hân phải chịu thêm bất cứ áp lực nào từ người lớn của tụi mình nữa. Gì Hân mà cô có thể cao thượng bỏ qua tình cảm của cô và anh Tuấn sao? Em gì Hân, nhưng em sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Em sẽ đợi đến lúc Hân có thể tự lựa chọn đưa ra quyết định của mình. Tuy mất thời gian nhưng mà em nghĩ Hân sẽ hiểu và tôn trọng em hơn. Nói vậy là cô đang muốn tuyên chiến với tôi đến cùng. Không, em chỉ muốn cho chị thấy là dù là bắt ép hay là để Hân tự lựa chọn đưa ra quyết định thì đều không phải là cách tốt nhất. Vậy thì cách gì mới là tốt nhất? Tại sao phải lựa chọn, bỏ một chọn một, trong khi Hân có thể có được tình thương của cả hai người mẹ? Như vậy thì chẳng phải là Hân sẽ có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc sao? Em muốn thuyết phục chị. Chị mới là người quyết định. Chị có thể buông bỏ lòng ích kỷ của mình để vì tương lai hạnh phúc của bé Hân hay không?